Mến chào cả nhà nha. Ngày hôm nay thì Cường đi bắt chuột cả nhà ơi. Còn mấy giây đất cuối chuột chắc nó gom nhiều lắm nghe cả nhà. Thì máy vừa mới cắt thôi. Cường đang ở Huyền Thoại nghe cả nhà, Huyền Thoại của Trà Vinh. Thì sáng ra máy vừa mới cắt là mấy anh em đứng ngựn gốc hết trơn rồi. Lúc quảnh rồi, mấy ngựa quảnh rồi, thêm mấy anh em nhỏ này đứng nữa nè. Còn mấy giây đất cuối này chắc người ta bắt chuột nhiều lắm. Thì hôm nay Cường đi chung với em trai Cường. Vinh chào cả nhà. Vinh chào cả nhà. Chúc cả nhà không có lời nào chúc cả nhà hết trơn sao. Có hai anh em đi à, một hồi có thêm một người bạn nữa cũng đang chạy lên nữa cả nhà ơi, mà không biết tới đâu rồi. Máy đang cắt nè. Hôm nay chắc trời nói chung là cũng đẹp á cả nhà. Tại vì thấy sáng sớm mà nắng này kia cũng ngon quá trời nè. Hy vọng là có đừng có mưa nha. Đặng hôm nay mấy anh em bội thu một ngày nữa coi. Nói chung mà còn đi chụp chuột kiểu này là kiểu dạng như là đi ghiền á, chứ nói chung là không có ăn nhiều cả nhà ơi. Anh em xem thì cũng thấy hay thì anh em nhớ chia sẻ cho nhưng mà nhiều người cùng xem với cả nhà. Mấy bên cặp mấy bờ tượng bển cả nhà thấy không, người ta đứng nhóc chân à. Phỉnh này chừng công đất hả à. Vòng vòng đây cắt trống hết trơn rồi, cũng còn có mấy miếng đầu ở dưới đây nè, lúc ở dưới đây nè, cái đầu dưới á. Bữa hồi chắc máy này chắc cũng xuống dưới đó cắt luôn. Bây giờ để Cường ốp máy nha, nếu mà một hồi nó có nữa Cường sẽ quay cả nhà xem nha. Quá tay người ta chụp mày. Được mấy con? Được con một hả? Quên. Con một. Hai con bi hết biết. Trời ơi, người ta đứng cái ngạt ruộng cả nhà ơi, mới sáng sớm tính đâu ít mà giờ nhiều luôn. Được con đấy cả nhà. Để găng. Không, khỏi. Để găng đi, hồi sau về bắt ra. Được. Về mình đổ cái bao. Rồi nhắc vô. Thôi bẻ găng. Bẻ rồi. Rồi, chạy đi anh để bỏ miếng gom vô. Hai con cả nhà ơi. Sớm quá thì dân chụp rồi. Đứng bít ruộng.
Tiêu rồi. Đó chạy ngược lại đây rồi đó. Hay quá. Cao thủ, cao thủ. Dạ. Anh chạy lên chiều lên chiếc cường TV coi ủng hộ em nha. Kênh YouTube của em á. Nhảy ra mấy con luôn nha. Ông Tấn bắt được con, Vinh bắt được con. Ông Tấn thì cũng dân bắt ong như Cường á, anh em rủ nhau đi. Vinh chưa? Vinh chưa? Đừng có cho nó ngủm nha. Tiêu rồi. Tiêu rồi, cho bá nữa mà. Đừng cho nó ngủm nha Vinh. Chuột. Ngắm đuôi vậy? Cũng được ngắm. Đừng góp đầu nữa, cầm đuôi á. Bắt đây. Hai con. Nhảy ra 4 con nó tiêu cho mày. Bốn năm con luôn. Ôi. Ôi, nhảy ra 4 năm con này nè. Tiêu vô rồi chạy. Nãy nhảy đâu tiêu cho mày nhỏ? Em biết, được không con? Ê, ê Vinh.
hai con. Còn nữa, 4-5 con lận. Hết tay chụp luôn rồi. Nó chuối mất tiêu chưa thầy? Chuối đâu? Nó chạy ra đây cái anh chụp được con quay lại mất tiêu chưa? Đâu có máy nào ủi tới nó nhả rồi mà. Nhìn giống đây nè. Nhìn không? Hay quá. Hay quá, nhìn đây. Này, cặp cỏ chi vậy ông con? Con bự luôn, nãy 4-5 con là anh chụp. Không hết tay. Thôi mày cặp mẹ vô cái tay thôi mày ơi. Rồi, vô anh Vinh. Cho khán giả coi, cả nhà coi coi, 3 con. Tướng được mấy con? Hai con. Hai con hả? Ngon rồi. Với thằng em kia con nữa hả? Vinh ơi, bỏ vô án đi Vinh ơi, hãy kiếm lại Vinh ơi. Cái đâu nó ngụm hết. Còn cái đó nó còn sống. Quảng quá trời, tự cắn giò nó luôn à. Cắt vô. Rồi cầm anh vô nhét vô. Rồi đi đi. Chuột cả nhà ơi. Đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Sao không đi theo máy đi quay? Rồi, dính rồi, dính ra. Ê, đây đâu, đây ngon con đây này. Nó chạy quá. Đâu? Bên anh cho anh chụp vậy quá. Phải không? Đâu đây con nữa nè. Dính, dính không? Cảm nhận vậy. Rồi vậy là của bên đó chạy qua. Ừ. Vậy đang chuột đó. Chuột đó đó. Đây rồi. Hai con luôn. Ừ. Hai chục đâu vậy? Đúng không? Không, không. Hay quá. Căng lên chơi. Hai con luôn.
cuối cùng cũng đã kiếm ra con chuột. Từ nãy giờ mày trốn ở đây hả? Đâu rồi? Đâu rồi chạy? Lẹ vậy? Ê dính cái nhà đi. Nè. Cái nhà coi nè. Từ nãy giờ còn kiếm nữa. Dù mánh thiệt chứ. Quá trời chuột luôn, chụp không hết. Má ơi, người ta đi chụp nhiều hơn đi chợ nữa. Còn nhìn thấy cái cũng muốn xỉu luôn á. Ta đi chụp nhiều lắm nghe cả nhà. Cái còn con nào ém lại không nữa nè. Con này lấy con chụp sẩy nè, rồi bắt đầu nãy giờ quằn quằn kiếm nó mới ra nè cả nhà. Lúa này sập cắt không biết chuột nó có búng rồi không, này nó nằm dội vô cái lợi nữa. Dính rồi cả nhà ơi. Tiêu rồi. Cái đậu nằm đâu rồi? Nè cả nhà. Chuột hết biết cái bự luôn. Ta gom mấy bản trận, có bên đây có mình Cường Dí à. Đúng. Ừ, hay chưa? Coi chừng có nha, nhìn nha, đứng một hai thằng đào, thằng đứng dòm đi. Ủa, gõ. Đào gì? Mấy bò này mềm mùi à. Hồi nó lon. Ê. Chọn một em. Không có hang thông lại đây nha. Trời. Ngon không? Móc chứ bà nội em đập. Ủa. Kê. Ê. Đâu rồi, bắt con đó nha. Nè, đứng bắt đây, bắt đây. Chạy vô mà. Nhìn cho chỗ này chuột cá á. Còn nữa không? Đó, trời. Bên đây nè. Còn không? Ngoài chạy vô á. Nè, bắt đi, mà chụp được bắt đi. Còn không? Ê, còn chục lúa nha. Chục lúa. Lúa hả? Ờ, đào đắng đi. Ủa, kiếm nữa. Đó, chục con kìa. Có, ủa, trời quá trời luôn. Chục con. Ê, nó. Ê, nó thọt cái đầu nó ra nhìn, nó chạy vô, thọt ra nhìn nó chạy vô. Dí quá trời dí nè. Trời ơi, chuột con nó bò ra luôn kìa. Bò còn chuột lúa nữa, đạp đi. Đạp hồi văng cái bò ra luôn. Đạp văng đi kìa. Móc ra nữa. Chuột lúa cả nhà. Còn một kiếm rồi kìa. Còn không? Còn hai con kiếm. Còn hai con chuột lúa vậy. Một bậy luôn với hai con vậy. Bậy luôn á. Bò ướt nhẹp cháu nhân. Ừ, cũng lửa dữ rồi Tấn. Thôi con ém chuột đực nào chóng không? Chuột bố nào chóng không? Thôi gửi láng luôn kìa. Ê, cái lũi lú ra luôn rồi kìa. Đâu? Mấy bò luôn, mò ra Tấn. Coi chừng nghe đưa chừng đừng đâu, con sao quá, Quỳnh? Không có nghe. Nó chui mấy lũ lui ra đó. Ê, nè. Nè, cái đuôi lú ở đây nè. Từ. Múc lên. Ê, coi chừng. Chừng cái chui hang ngầm. Nó đang rút á. Rút xuống cái hang đâu ra đây nè. Ê, kìa lú đậu kìa.
độ đó. Có chạy. Chụp được hay chụp cái vậy? Chụp à. Hay biết. Chụp lấy gai em không biết chụp gì. Chụp gì? Con vậy, chụp vậy? Chụp cá, chụp đực, chụp đực hả? Con chụp đực mới chạy vô mà. Vậy là con chụp cái đâu đây nè. Chụp cái còn hai. Thế tôi bỏ tôi mua cho. Hay quá anh Cường ơi. Hai nữa, ổ gọi nữa. Trời ơi, ổ gọi. Dòm 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 dòm. Hứa cho anh đặt cái đó. Đứng đằng sau dòm đi Quynh để vô. Không có hang anh Tuấn. Em ngắm gọi trơn rồi. Dỡ ăn con chuột đực nữa không? Dỡ không gỏi gì hết. Cứng dữ vậy. Gỏi ra, ra luôn rồi chứ. Mày không? Rồi. Nó. Chuột chuột lứa. Ê, 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 ê. Trời ơi, con bự vậy? Con bự gì vậy? Phải không? Không. Sao lớn kinh vậy? Chuột cái lứa. Lứa. Thôi gói hang chỗ nào nhắc lại Tân. Đây kiếm, đây kiếm. Đây nè, hang này nè. Trời ơi. Ở đây nè, cái bự này hay gì nè. Chính chưa? Chục lứa. Phải không? Còn lứa nữa. Lứa. Rồi. Chạy lên đi, lứa chạy ra. Trong đây cái gì? Nhóc chân vậy đó. Đuôi, đuôi lú đuôi lử dân nè. Con chuột mẹ đâu? Lấy đồ của anh ra đây anh Tấn. Cầm mẹ. Bỏ túi, cầm bỏ túi. Chuột mẹ đâu? Không biết. Mẹ. Chuột mẹ đâu rồi? Còn kìa. Mẹ nó. Nữa bự. Ủa con chuột mẹ thon ra tiêu rồi. Có cái nè. Không phải vậy là con chuột đực dữ rồi. Chuột mẹ ra rồi. Thôi rồi. Dính dính. Dính dính. Dính được con cả nhà ơi. Quá trời chuột. Gì mà chuột thấy ghê thiệt chứ. Tiêu lúa hả? Trời ơi chụp quá cả.
lắm chuột. Trời ơi ông anh, ông dính trong chuột nữa. Tiêu trời ơi của lúa. Đâu rồi? Lên đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Ở đây, đây luôn. Ra đây, mạnh lên đây. Rồi. Coi 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 còn không? Hai con rồi. Tiêu rồi chạy. Núp gờm ngay chỗ giò anh này nè. Nhỏ. Con kìa bá ở đây nữa hả? Lấy mấy con lên. Trời ơi nó chụp không kịp luôn. Ôi mệt đụng mẹ chạy. Trời con chuột nhiều không biết bự nhỏ. Đâu rồi? Chị chạy lên trước không? Lên lên trước nữa. Biết bự nhỏ à. Chuột. Chuột nhỏ. Thấy, thấy chạy không sung không. Vinh. Bự nhà. Trời bự nó nhỏ. Thấy nó chạy chạy mà không nổi vậy. Nhóc chân mà gã cao quá bắt không được. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Đủ mẹ thấy em gu mà. Chục bự nha. Má cái hồi gì vậy? Bự không? Không biết nữa, thấy nó chạy vô không biết bự nhỏ nữa nè. Ôi, dính luôn. Chục nhỏ. Chục nhỏ. Chút xíu nha. Biết bao nhiêu rồi nói mà có bắt hết được đâu. Chuột gì ốc cục nổi thiệt chứ. Đây anh em nãy giờ bắt hết trơn ruộng nha ơi. Cưng được mấy con hả? Sảy không à, không có bắt được. Còn Vinh được hai con, Cường cũng được hai con bự con nhỏ. Tấn được mấy con rồi. Trời ơi hai chuột lửa vậy mà. Hai chuột lửa. Chuột bắt chuột lửa đó, chuột gì vậy đây. Bự bự không có bắt. Nhóc luôn chứ mà tại mình không biết đường bắt luôn á. Rộng mình để đâu vậy? Đây này. Đâu rồi? Bên đây đó. Lúc dưới cái gì vậy? Đây. Trời ơi lâu lúc bển dữ vậy. Nhóc luôn. Bắt có được cái gì đâu. Đường giữa này anh đá là hết mới được. Đá gồm rồi hết bắt có dính. Nín thằng gồm á. Đi cỡ nào đi nín đó ra. Cường mới về tới nhà luôn nghe cả nhà. Nói chung là chuột nhiều lắm mà chụp không được cả nhà ơi. Đổ đại luôn á. Nó chui vô gã trơn thành ra không có bắt được. Nói chung là hôm nay ăn chuột cũng rất là nhiều rồi, nó ngán cả nhà cho nên là mấy chuột này hôm nay Cường sẽ chấn nước rồi mần ra đặng mà bán cho người ta ăn thịt đó cả nhà. Toàn bộ chuột sống không à. Rồi Cường sẽ cân cho cả nhà xem thành quả được bao nhiêu nha. Mấy chó này tà lanh chứ vậy chứ không biết bắt chuột. Cái tướng à. Bỏ sữa biểu con. Bữa nào bắt chuột sống thả thử ai dí được không? Hai con này nó làm bô 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 cái mệt nhé. Môi bả gom ra luôn. Móc bả gom bỏ vô cái nào nè, dụng nó ngoài. Ừ. Nhiều lắm cả nhà ơi. Ông Tấn ông cũng đâu cỡ 5 6 kg gì á. Cường các cũng cỡ 4 5 kg á. Cắn gom tự dặn luôn. Rồi đổ ra đây đi. Rồi hết gom bớt gom mà đổ ra đây đi. Rồi rồi cái u da này. Sốc. Cái đó nó ngọn quá hả? Chuột bự bự không luôn chứ. Rồi mần lông. Ủa nhờ lột da đâu mà. Để thò tay tao múc cái này nó sốc cái tay này.
chắc cỡ 4 kg mấy 5 kg, có hai anh em chụp à. Còn hai anh em của anh Tấn cũng chụp rồi, cũng cỡ 4-5 kg gì vậy. Hai anh em Tấn cỡ 6 kg á. Chuột nội ơi. Chuột nhỏ. Trời ơi nhóc luôn ơi, tại chụp cũng được á. Con Tấn chuột nhỏ chuột bự gì cũng làm hết trơn mà. Ừ. Ấy ba gom ra, ấy gom mà lựa ba chuột cỡ 1 cân thôi. Dám trên 5 kg nhiều chuột có bự không à. Trên 5 kg. Thử 30-40 con gì mà. Nhiều lắm. Ôi nãy mình chụp mình thấy ít mà sao giờ nhiều dữ ta. Thôi mày để lên cân cái mà. Trời ơi con chó kìa. Gà mà gật. Gà mà gật mà thả chuột không dám bắt. Trời ơi. 5 kg rưỡi. Cái gỗ này cho nên nói chung là trên 5 kg thôi nha. Đây nè. Khi mày tính hơi ước đi trừ hao đi cho chẳng 5 kg đi. 5 kg. Mấy anh em bắt được 5 kg nữa nha. Quá trời đã luôn. Giờ chắn nước hết trơn rồi, nãy còn sốt nhăn nè, nó mới ngủm rồi, nó còn mì mèo, nó chưa có cứng nữa nha, thấy không nè. Rồi bây giờ nói chung ra bữa nay mần cái này ra bán đặng mà lên xuống bên để kiếm tiền đặng ngày mai đi tiếp nghe cả nhà. Chứ bây giờ nó không có ăn hoài ăn hết nổi. Bây giờ là mẹ mần đi, con thôi bây giờ Cường xin kết thúc clip cả nhà, thì về nhà quay thành quả cân cho cả nhà xem rồi đó. Thì bữa nào có làm món ăn thì Cường sẽ làm cho cả nhà xem cùng xem, chứ bữa nay giờ này cũng hơi trễ rồi. Rồi Cường về còn đăng cái clip này lên nữa lê quay không kịp thời gian nha cả nhà. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha.